Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ làm một cái video gọi là mở thùng. Cái video này trị giá lên đến gần 40 triệu đồng. Đây các bạn có thể thấy được trước mắt quý vị và các bạn đây là hai chiếc máy phát điện Honda 10i. Hai chiếc máy này trị giá một chiếc gần 20 triệu. Chắc chắn rất là nhiều bác sẽ nói rằng điên à, sao lại bỏ ra tận 20 triệu để mua một chiếc máy phát điện xách tay mà có 1 ký. Chắc chắn là rất là nhiều, nhưng mà tất cả các cái sản phẩm sản xuất ra thì nó đều có phục vụ cho những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Có thể đối với các bác thì nó không phù hợp, nhưng mà nó lại phù hợp với những người khác. Rồi, coi như là hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video này để các bạn có thể thấy được một chiếc máy 1 ký trị giá 20 triệu nó như thế nào. Đây trước mắt quý vị các bạn, đây là hai chiếc máy chúng tôi đã chốt được cho khách hàng EU10i. Ngay kể cả như chúng tôi là những bên bán hàng thì một năm chúng tôi cũng chỉ bán được 1 đến 2 con máy này thôi. Thật sự những cái phân khúc khách này nó khá là ít. Không phải là khá là ít, là rất là ít những cái đối tượng khách mà sử dụng những cái máy như thế này. Ngay kể cả chúng tôi đây, nói rồi, một năm cũng chỉ bán được 1 cho đến 2 cái thôi. Và năm nay là bán được 5 cái, rất là khá khẩm hơn mọi năm. Và chúng tôi sẽ làm cái video bóc thùng chiếc máy này để các bạn xem chiếc máy này như thế nào, nó có cái gì mà giá trị của nó lên đến 20 triệu đồng. Rồi, về thùng thì các bạn có thể thấy được nó sẽ có hai, nó có những cái ký hiệu EU9i, EU10i, EX6 và EX7. Thì tất cả 4 cái mã máy này đều sử dụng chung một cái hộp thùng như thế này. Đối với cái thùng máy mà để máy 10i thì nó sẽ ký hiệu ở đây, 9i nó sẽ đánh dấu ở đây. Đó. Chiếc này thì sản xuất tại Thái Lan các bạn nhá. Này. Có tem của đơn vị nhập khẩu. Có số series. Đó. Có hai số series luôn. Có mã màu đầy đủ, có tem nhập khẩu, có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng. Đối với những cái này ấy, phun tem luôn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng thấy tem và tem. Đó, đối với những cái dòng máy như thế này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc mà. Đó, hôm nay các bạn chịu khó theo dõi video này đi, thật sự luôn, để mà đập thùng một cái máy trị giá 20 triệu này không phải đơn vị nào cũng có để review cho quý vị các bạn xem đâu. Đó, đây chúng ta sẽ khui thùng các bạn xem một cái máy trị giá đến 20 triệu mà chỉ có 1 ký, không phải đơn vị nào cũng có để review các bạn xem. Ngay chúng tôi hôm nay chúng tôi gặp khách hàng mua được chiếc máy này thì chúng tôi mới có để review tranh thủ, chưa giao thì review các bạn xem đấy nhá. Mở thùng này nó có hai cái ổ cắm, một cái tuýp mở buji, thế thôi, nó không có gì cả. Đây, nó có sách hướng dẫn bằng một cái thứ tiếng, chắc là tiếng Thái. Tôi thấy run run dế dế. Mình không biết, chắc là tiếng Thái thôi. Trên thì tiếng Thái, dưới tiếng Anh. Nói chung là các bạn nhìn thông số các bạn sẽ đoán được. Còn những cái này thì tiểu tiết bỏ qua cho chúng tôi hai con luôn. Rồi, mở ra cho các bạn xem. Ten, em nó đã xuất hiện trước mặt quý vị các bạn đây. Wow, EU10i cơ mà. Quá đỉnh luôn. Trời, đẳng cấp. Trong này nó còn có hai cái phiếu bảo hành nữa. Đây, một cái phiếu bảo hành như những cái dòng máy Honda khác. Đây các bạn thấy không, phiếu bảo hành đây. Có phiếu bảo hành cho máy đây. Chắc chắn là cái phiếu này và cái số series này nó sẽ phải trùng nhau nha. Chắc chắn luôn. Người ta bảo phun tem từ trong ra ngoài cơ mà. Đó, để đây, để đặt đây đã. Tôi nhìn sách. Rồi, nếu các bạn nào mà bảo tôi nói phét chém gió, cái máy này không đến 20 triệu thì các bạn có thể check luôn lên Google. Lên Google vào luôn trang web của Honda mà check. Rồi, trước mắt quý vị các bạn đây là một chiếc máy Investor Honda EU10i. Con này là mạch điện tử. Nói chung là cái con máy này ấy, cái mã máy này thì chúng tôi
một năm mới bán được khoảng 1-2 con thôi. Nhưng mà riêng cái loại này mà máy bãi ấy, mà nhập nội địa điện 100V ấy, thì riêng kho điện máy Bình Sơn thì bao la luôn. Nhưng cái con này nó khác với cả dòng máy nhập bãi là sao? Nhập bãi là điện 100V, là chúng ta không thể đổi được điện, mà chúng ta phải dùng qua một cục đổi nguồn. Còn con này là điện zin 220V luôn, nó sản xuất tại Thái mà, nó xuất ra thị trường nước ngoài. Đó các bạn thấy, kết cấu nó cũng như những cái dòng máy kia thôi, nó không có cái gì gọi là kinh khủng khiếp đâu. Cái giá của cái máy này nói lên là cái giá trị của cái máy mà khi mà các bạn mua những dòng máy bãi ấy, thật sự luôn máy mới của nó cũng trị giá lên đến phải 20 triệu. Vừa đôi khi các bạn mua những dòng máy bãi nó chỉ 6 triệu thôi, thì là đấy là do các bạn mua máy bãi, còn giá trị thực sự của nó lên đến 20 triệu cơ. À, nó cũng như cái này thôi. Đây các bạn đấy, con Honda 9i ấy, thì là cũng sản xuất tại Nhật. Còn 10i thì là sản xuất Nhật xuất. Đấy, nó khác nhau điện 100V và điện 220V thôi. Những con này quá đẹp luôn, các bạn nhìn không? Rồi, Honda EU 10i Invector. I là viết I là ký hiệu của Invector rồi. Đó, đây cũng có le gió, gà sang nóng sang thôi. Máy móc mạch con này y hệt luôn. Con 9i chả khác cái gì cả. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nào, thông số EU10i Thái Honda. Đấy. Manufacturing Made in Thái Lan. Con này sản xuất tại Thái đấy các bạn nha. Nên các bạn hiểu những cái con máy mà Invector này mà Nhật, nó còn là sản xuất tại Nhật chưa. Con này còn nếu mà so về độ chất còn không chất bằng những cái con bãi cơ. Đấy, tem ẩn quang, chống hàng rào nhái. Thông số điện 220V 50Hz, 900VA và 1000VA. Nó là công suất liên tục và công suất dự phòng các bạn nha. Các bạn thì chạy ở tầm 900VA thôi. 12V 8A, 8A, 12V 8A là một cổng ra 12V 8A. Con này thì tất nhiên rồi, nó sẽ phải có chế độ Eco. Tất nhiên một cái chế độ gọi là chạy không phun tải, chế độ tiết kiệm điện. Đó, các bạn thấy không? Hai cổng ra 250V. Đó, thấy không? Hai cổng ra 3 chân. Đó, đây là cổng ra 12V 8.3A, cực dương và cực âm. Đèn báo, các cái đèn báo nhớt, overload này, output này. Đó, những cái đèn này báo. Đây là tiếp tiếp đất, chống giật. Công tắc bật tắt chế độ Eco. Đấy, thấy không? Xịn sò chưa? Ok, đơn giản, không có gì cả. Trên trên nắp xăng này nó sẽ có khóa nắp xăng. Con này ấy, con này giá của nó sẽ theo tôi tương đương con Elemax SHX 1000 mới. Con Elemax SHX 1000 các bạn mua mà 13 triệu, 12 triệu, 1 triệu 500 ấy, thì con đấy là do thanh lý thì mới có mức giá đấy. Thì con này thì nó không có thanh lý đâu, nên là các bạn mua đúng nguyên giá. Còn nếu mà con Elemax mà nhập về mà bán y như con này ấy, thì nó cũng phải đắt tương đương, không khác gì cả. À, khóa tắt bật máy thế thôi, rất là đơn giản. Các bạn thấy không, phun một cái máy 20 triệu mà nó cũng chỉ như bình thường thôi, không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà các bạn phải hiểu giá trị của nó rất đắt. Con này xách tay trọng lượng khoảng tầm 11 cân các bạn nhé. Mạch Invector. Con này thì tất nhiên rồi, ưu điểm của nó là tiết kiệm này. Điện cực kỳ ổn định luôn. Điện con này rất ổn định. Rồi là trọng lượng nhẹ, dễ dàng xách tay. Các bạn đi picnic, đi cắm trại, các bạn mang đi được luôn. Xách tay như xách vali ấy, nhìn oai lắm. Rồi là các bạn có thể những cái đoàn làm phim ấy, họ cần thiết bị chiếu sáng và các bạn đi quay thì phải dùng máy này. Nói chung là bắt buộc phải cần sự di chuyển liên tục. Đấy, cần sự di chuyển liên tục mà chỉ cần công suất khoảng tầm 900VA thôi thì các bạn phải mua này. Hoặc là những cái đơn vị nào như công ty ấy, họ phải mua máy mới để có hóa đơn thanh toán thì họ sẽ mua máy này. Còn tất nhiên rồi, chúng ta là những cái người tiêu dùng, chúng ta sử dụng trong gia đình, không cần hóa đơn, không cần chứng từ, không cần đầu vào đầu ra CO, CQ, thủ tục thanh toán lằng nhằng, rồi các bạn cân đo tài chính, các bạn không cần di chuyển liên tục, thì đây không phải là lựa chọn của quý vị và các bạn, đây sẽ là lựa chọn của những người cần đến nó. Rồi, một lần nữa thì chúng tôi làm video này chủ yếu để cho các bạn xem
và biết đến một chiếc máy phát điện trị giá 20 triệu nó như thế nào. Cũng chát đấy. Nói chung là tôi thấy cũng chát, nhưng mà tôi thì tôi cũng không mua, không dám mua. Bỏ ra 20 triệu mà quá nhiều lựa chọn khác. Một lời khuyên ấy, theo tôi vẫn cứ EHM 2 ký 2 8 triệu quá hợp lý. Rồi em này mặn, hỏng thì không có hỏng thì sửa rất là đắt. Con này hỏng mạch thì toang luôn. Rồi là đấy, nhược điểm, quá nhiều nhược điểm. Quan trọng nhất là đắt, quá đắt. 20 triệu. Không phải là đắt so với cái chất của nó, mà đắt so với cái tài chính của mình ấy. Tài chính của mình không đủ để mình bỏ ra một cái số tiền lên đến 20 triệu chỉ đổi về được 900 VA mà với cả để nhẹ, với để xách tay, để làm gì cả. Thật sự luôn. Rồi, chúng tôi làm cái video này đến đây là cũng đã dài rồi. Các bạn cũng đã theo dõi được cái video lập thùng chiếc máy phát điện và được chiêm ngưỡng một chiếc máy phát điện Honda EU10i sản xuất tại Thái, nhập khẩu tại Thái Lan. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn có thể like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.